No, no. Mommy, not okay. I'm tired. Help me, please. Daddy! Có Daddy, có Daddy, có Daddy. Nè, nè, mommy xỉu rồi. Ê, mommy. Mình ơi, mình ơi. Dạ, dạ, dạ. À, cà phê. Cái này. Tommy, không tập nữa nha. Mommy rất là mệt. Thế nào trong đêm gala chung kết năm nay, con cũng sẽ có một tiết mục ấn tượng nhất trường. Ok? Yeah! No, 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 no. I think that's boring. Hả? What? Chán nản á hả? Because everyone can do it. Nhà mình đã quy định như thế nào? Tuy chúng ta sống bên nước Mỹ, nhưng mà về nhà phải nói tiếng Việt. Bắt đầu nghiêm túc. Hợp. Tommy, con nói chán là chán sao? Dạ, thưa cha, thưa mẹ, gala năm nào mấy bạn cũng nhảy nhạc giật giật giật. Con có ý kiến. Ý kiến gì? Con sẽ đổi bài mới. Yeah. Đúng rồi, đứng lên con. Hát để đi cầm chân. Đây đây. À. Cất luôn nè. Và sau đây con sẽ trình bày bài hát của con. Quê hương là chùm khế ngọn, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi hồng, con về rập bướm giăng bay. Luôn ở trường con không có, chỉ ở nhà mình có à. Chỉ có quê hương mình, quê hương mình mới có cây đàn bầu thôi con. Thương con ngày đêm gió sương trên bờ dài gánh bao nhọc nhằn. Thương con mẹ đưa tiếng con cho ngày mai ấm êm cuộc sống. Con thấy ba có một cây đờn mà suốt ngày ba cứ lau chùi riết vậy ba. Mày quên rồi hay sao? Mỗi lần mà gần Tết đến á, thì bà con ta tề tụ về đây người ta nghe tao đờn. Đã rồi người ta múa hát văn nghệ văn gừng. Ở còn mày, nhà có mình tao mày, mày gói chi mấy chục đòn bánh tét ăn gì hết. Thì con gói nhiều nhiều ra dư rè biếu cho bà con chùm sớm. Năm nào không vậy ba? Chứ không phải thằng con mà thích ăn bánh tét, mày ghé, mày gấu rồi mày nhớ nó hả? Tao nói rồi, lúc nó đi á, tao cản. Mày một, hai, mày nói à, cho nó đi đi ba. Rồi nó có tương lai, nó lo cho ba, lo cho con. Lo cái gì? Từ ngày nó có vợ của con, nó có dám dắt vợ con nó về đây lần nào không? Nó đi mất biệt. Thì chắc nó bận cái chuyện gì quan trọng nó về không được. Mà về không được thì cũng viết thơ, cũng điện thoại cho con với ba chứ mà. Ủa thơ từ là đủ hả?
Mày thấy không, con bà hai hàng kế bên á, vợ chồng Hương với Lê đó, năm nào cũng về đó, cũng diệt tiều đó. Trời ơi, mới nói cái gì vậy kìa. Ê, có chừng con chó. Trời ơi, cây cây chó mực leo, con leo 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 leo, trốn trốn trốn. Trời, chạy quá, phóng xuống, vô xuống coi nhỏ có làm sao không kìa. Không sao, nó coi con chó chạy được sao con. Trời ơi, chạy đi đâu mà chạy dữ vậy, đi từ từ thôi con, để chó nó cắn. Tommy, Tommy, con chạy đi đâu mà chạy nhanh như vậy, má mi chạy theo không kịp. Ở đây ông sông hồ ao suối con mà con lọt xuống dưới làm sao? Không có làm phiền ông bà. Ta nói thằng nhỏ này biết đâu nó chạy, ta nói à, chó đuổi không? Tưởng đâu con chó dạ, cắn rồi đợi tao đuổi con chó đi chứ. À. Xin má. Trời trời. Ba ba. Ba ba. Gì vậy? Trời ơi. Ông vợ. Vợ ai? Vợ. Dạ vợ con. Vợ thằng Đại. Trời ơi. Trời ơi, sao mà về không nói trước cho má ai vậy con? Trời ơi, má trông con quá trời, tưởng đâu không về chứ. À, trời ơi, nãy giờ không để ý vô đâu biết tưởng cháu ai. Nè 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 nè. Coi coi. Nó khác trong hình quá trời luôn ba. Về mệt mệt hả tụi con? Trời dạ. Đi đường dạ. Dạ con. Đi bao nhiêu năm, nay lần đầu nó về, mày làm gì quýnh đít lên vậy? Hả? Vào biết thưa biết hỏi ai chưa? Dạ, con xin lỗi ngoại. Thưa ngoại, con mới về. Dạ thưa ngoại, con mới về. Chào, chào, chào ông cố đi con. Hi. Dạ, tôi thứ năm. No, 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 hai ông. Con mình tao ở đâu nữa ra hai ông. Thâm Hiền, con khoanh tay lại. Thưa ông cố, con mới về. Thưa ông cố, con mới về. Wow, that's why you look so old. Tommy, con nói như vậy là hổn. Mấy người già người ta không có thích nghe nói mình già. Không có được nói ông cố già nghe chưa? Mày nói ba chữ già đó. Nãy giờ nó nói câu nào tao già đâu. Thôi thôi, tụi nhỏ nó không biết mà ba. À tụi con, đi ra ở đây, rửa mặt, rửa tay, rửa chân đi. Bây giờ vô vô nhà đi ha. Dạ. Đem đồ vô được cái bà. Dạ. Cái gì? Má nấu. Mày nói cái gì? Vô, 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 nấu, nấu. Vô nhà làm gì? Nấu cơm ăn. Cái ngữ này á, nó có nhớ nguồn cội đâu mà vô nấu cơm, vô nó ăn. Ba, con biết là ba giận lắm, nhưng mà ba thông cảm đi. Nó về không được, chắc là nó có chuyện gì rất là quan trọng. Về không được thì cũng viết thơ, cũng điện thoại. Ờ, nó còn gửi tiền cho con với ba nữa mà. Mày nói gì? Tiền thôi đủ hả? Vậy đêm đêm mà ôm cục tiền mày ngủ ngon không? Hả? Rồi mỗi chiều mày ra bến mày trông nó làm chi? Hả? À mấy đứa, không có gì đâu. Đè, xách đồ ra làm sao hết đi con. Rồi ra đây mà, có con cá lóc. Nấu, nấu cành chua ăn ngon lắm. Đi, 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 đi con. Ba lát ba vô ăn cơm với tụi con nha ba. Đi vô đi. Đi vô lẹ lên. Dẫn nó vô nhà. Lát ba vô ăn cơm nha ba. Cảm ơn. Vô đi, tao ngủ ngoài đây luôn. Lẹ. Ông cố ơi, bà nội kêu đem chai rượu ra cho ông cố uống. Ông cố uống vô là ông cố hết nóng à. Đang nóng uống rượu vô hết nóng, biết dạy con quá. Nhìn gì? Ông cố ơi, sao ông cố không vô nhà đi? Nhà ông cố có con gì chích đau lắm. Trời đất ơi, mũi chích nhỏ rồi, cái dầu của tao. Rồi hả? Vô ngủ đi. Dạ. Tao kêu vô ngủ. Ông cố ơi, sao ông cố giận ba con? Tội nghiệp ba con lắm. Thank you.
với bà nội lắm, với quê hương. Nhưng mà ba con không có về được. Sao mà về không được? Ông cố gần đất xa trời rồi, gặp non lần ông cố chết cũng được. Mà nó không chịu về, ông cố mới giận chứ bộ. Dạ, thưa ông ngoại. Vô ngủ đi. Dạ thưa ngoại, xin phép cho con được nói. Con biết là ngoại giận vợ chồng con dữ lắm, nhưng mà thiệt tình tội nghiệp anh Đại lắm ngoại. Cho em nói đi, cho em nói đi. Không có cái gì á? Tự nhiên không có đang nói chuyện với ngoại mà để nó nói. Dạ không có gì đâu ngoại. Nó nói nữa đi con. Dạ, dạ có đó bà nội, cái chân của ba con. Thammy, chân con sao? Chân dạ nào? Không có gì má. Bị sao đứa má coi coi. Dạ không có. Cái dạ, chân không, nào đứa? Dạ không có. Sao cứng gắt vậy nè? Không có đâu má. Sao lúc mà ba cào tuyết á, ba bị chợt té, xong rồi có một cái xe hơi lao vào chân của ba con, cán qua chân của ba con. Mấy tháng trời ba con không có nhúc nhích được, xong rồi cái chân của ba con mới thành như vậy luôn á bà nội. Đau lắm phải không con? Con sao má? Con quen rồi má, giờ con đi bình thường mà má. Trời ơi, vậy mà sao không cho má hay? Sao không cho má hay? Đó, ba thấy chưa? Con của con nó bị tai nạn, nó không có muốn mình nhìn thấy nó vậy mình đau lòng. Vậy mà ba cứ hờn trách nó hoài à. Ông cố ơi, ông cố đừng có giận ba con, tội nghiệp ba con lắm. Hay bây giờ ông cứ đánh con đi, con thay đổi cho ba con. Ba con còn dạy cho con, quê hương là nơi con sinh ra, quê hương là quê cha đất tổ, là cõi người của con. Đúng không ba? Ba nói đi ba. Lấy cho rồi mày cho tao. Ba, ba, đừng mà ba. Thằng nhỏ đứng dậy. Thằng nhỏ đứng dậy. Mày đưa kia cho tao. Ba, đưa đi. Tại sao vậy hả Đại? Cái đầu mày, mày lỡ mày không nhớ quê hương xứ sở, còn cái thân hình của mày là do má mày sinh mày ra. Tại sao mày bị tai nạn mày không cho má mày biết, không cho tao biết hả Đại? Ông cố ơi, ông cố đừng đánh ba con. Ba con còn dạy cho con đánh đàn bầu nữa. Hay để đánh cho ông cố nghe nha. Ông cố hết giận. Cái gì mày vừa đi vừa múa đổ đồ tao hả? Cái gì vậy? Ủa chứ ông Năm dặn tụi con chiều nay tập văn nghệ, hễ mà ông Năm lên dây đàn một cái là ào qua tập liền.
con mới nghe đàn đó. Tao đàn hồi nào đâu mà đó. Con nghe rõ ràng luôn. Tụi con bỏ hết công việc trải qua nè. Tao không có đợn. Vậy chứ ai đợn? Cháu cố tao đợn. Trời ơi. Chào mọi người đi con. Vậy mà ông Năm nói là con cháu ông Năm không có nhớ cội nhớ nguồn. Mày nhớ mày. Mà nó chẳng những biết đợn mà còn biết hát không con? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Biết gì mình hát bài đi nha. Dạ. Nghe. Múa luôn tụi con. Nó hát mình múa. Tụi bay múa theo nghe. Quê hương mình đây, nắng xuân đang về, vẫn khi chiều nay. Dạ, cháu cố còn nhỏ mà làm mọi người xúc động quá trời. Bây giờ tất cả mọi người không ai kìm được nước mắt hết trơn trọi á. Rồi, cảm ơn đại gia đình của chúng ta nghe. Ông cố, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Bà nội, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương. Mẹ, nghệ sĩ Lý Thanh Thảo. Cha, ca sĩ Quốc Đại. Cháu cố, Quốc Dương. Cảm ơn đại gia đình. Xin mời thầy giáo Quang Lê nha. Thật sự là hôm nay cảm ơn đại nhiều lắm. Nãy giờ Quang Lê ngồi, Quang Lê thấy một cái hoàn cảnh của gia đình mình trong cái vở kịch này. Quang Lê xúc động lắm và phải khen là con đóng rất là hồn nhiên. Đây là một cái vai diễn mà đã chạm vào lòng chú. Con là một diễn viên nhí thật thụ và con đã chinh phục được lòng chú. Cảm ơn anh Hữu Quốc, anh cực kỳ duyên dáng. Hôm nay nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương không hát một câu nào hết, chỉ diễn xuất thôi, nhưng mà những nhân vật đó diễn rất tốt. Khi mà đã có dàn diễn xuất tốt đó, thì rất là lo cho bé. Tại vì bé quá nhỏ, kỹ thuật của con sẽ không có lấn lát được những người kia. Nhưng hôm nay hoàn toàn con chinh phục bằng khả năng diễn xuất. Lúc đầu con ra con nhảy, con là talent, con là tài năng, chứ không đặt để con vô một cái gì đó. Chú Đại rất thông minh. Khi không cho con hát chuyên, không cho con đàn, không cho con nhảy, không cho con diễn xuất mà lấy bốn cái đó gom về một chỗ. Tôi không hiểu là Đại lấy cái này đâu, nhưng mà đúng vào gia đình của Việt Hương cũng có cái đàn đó. Chồng cũng là ca sĩ, vợ cũng là diễn viên, và đứa con thì con của Việt Hương lúc về bà ngoại mất đó, là mới có 3 tuổi thôi. 3 tháng sau thì bà cố mất. Nhưng mà tâm nguyện của người già, và các bạn hãy nhớ là họ chỉ cần con của mình về vào những cái dịp lễ Tết rất là quan trọng, với một bữa cơm gia đình. Và bọn họ không cần một cái gì hết ngoài gặp con mình ra thôi. Cảm ơn các bạn đã đem cho tôi một cái cảm xúc mà rất là thăng hoa. Trước tiên thì chị cũng cảm ơn Quốc Đại. Em đã phối hợp trên cái sân khấu nó đầy đủ ý nghĩa. Từng câu nói, từng cách diễn, nó đã xoáy vào từng trái tim của mỗi một con người, chứ không phải là những người sống xa xứ không đâu em. Nó nói lên tất cả những gì
một cái tình thương quê hương, một tình thương đất nước, tổ tông ông bà cô bác. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Trang rất là bất ngờ với sự quyết liệt của Quốc Đại, một cái sự chuyên nghiệp, đặt hết cái tâm huyết của mình vào chương trình, vào cuộc thi, vào đứa con cưng của mình. Và kết quả là cho chúng ta thấy những giọt nước mắt, những cái trái tim chân thành đã dành cho tiết mục này. Một cái tiết mục mà Quốc Dương có thể thể hiện rất là nhiều tài năng của con ở trong đó, mà con thể hiện một cách rất là tự nhiên. Xin được chúc mừng con rất là nhiều. Cảm ơn ý kiến của các vị giám khảo. Giờ thì con trai nói đi, con trai muốn nghe điểm số từ ai? Dạ, cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang, con xứng đáng được 10 điểm. 10 điểm. Dạ, tôi mời 10 điểm. 10 điểm đầu tiên của đêm nay. Ai nữa nè? Dạ, cô Diệt Hương. Cô Diệt Hương. Đương nhiên là 10 điểm. Trò giỏi, nhờ có thầy hay, Quốc Đại kết hợp với Quốc Dương mới thành một đại dương. Đúng không ạ? Wow. Đại dương. Fan đại dương rộng như biển cả vậy đó. Chúc mừng con trai nghe. Cảm ơn tất cả quý vị trong ban giám khảo. Chúc mừng hai thầy trò nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của bé Trọng Nhân. Đêm nay là đêm cuối rồi, ngày mai chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ. Con xin hứa, dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều trang chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ.
Quảng Hiền mới chết lại nhận được chiêu vua truyền bãi chức bãi binh vì Tây Sơn đại nghiệp. Đại nghiệp giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, ở Bắc Bình Dương xin ngài tụ tập tướng sĩ ba quân dòng trong Tây Sơn nghe hùng điện sông núi. Phải, đại nghiệp Tây Sơn có cuộc chống mong và hoàng thượng, người chỉ vì ngôi vị mà tính chuyện yên thân. Trọn lời nguyện vì nước vì dân, thà lỗi đạo công ơn, thề dinh giữ non sông Đại Việt tương trung lên.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. Trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một buổi tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn, chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí cho tôi gặp cô gái này. Một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi Nhân ơi. Con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi, sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm bị trước gì? Em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ nghệ sĩ lại vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay. Từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? Cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Thằng với thầy Quang Lê, thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Thưa quý vị, còn một thí sinh nữa. Cô bé này cũng là một cô bé cực kỳ tài năng, đến từ lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến. Cô bé đó chính là bé Mai Anh. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục cuối cùng của đêm nay, phần dự thi của bé Mai Anh. Mai Anh và vũ đoàn VM Dance Team. Thưa quý vị, dạ giờ ai cảm xúc bớt rồi thì làm ơn nói trước giùm em cái, cho em nghẹn hết rồi. Cô Đoan Trang, xin mời cô Đoan Trang trước nha. Mai Anh, con tuyệt vời. Giống như cô đã từng nói lúc trước, ngoài kỹ thuật biểu diễn của con ra, cái cô đánh giá quá cao đó là sự khôn ngoan của một người nghệ sĩ múa. Cái đó cô chắc chắn là con học được từ nghệ sĩ Huỳnh Mến. Xin một tràng pháo tay và xin được gửi lời trân trọng của tôi dành cho đội của Huỳnh Mến, dành cho con Mai Anh. Từ lúc Huỳnh Mến trên đó mà bay xuống này, chị chỉ biết ôm mặt như thế thôi. Khóc là khóc vì sao? Khóc là cảm nhận và trân trọng, trân quý một người thầy, một người diễn viên đứng trên sân khấu mà đã cháy hết mình cho nghệ thuật. Không còn gì để nói nữa, chỉ có hai lời thôi. Mến ơi, cạn lời. Cạn lời. Đúng thiệt.
Quá bất ngờ với cái phần trình diễn vừa rồi của hai cô trò. Tiếp theo xin mời ý kiến của cô Việt Hương. Cái nghẹn ngào của chúng tôi đây là cảm ơn mến. Em chơi hết mình để em đem lại những cái bài múa, những cái đã nhất trong cuộc đời làm nghề của em. Đó là cái kỷ niệm đẹp của em. Nhưng mà may mắn cho em bên cạnh đó là Mai Anh. Không thể nào mà không tôn vinh con, đúng là siêu nhí. Kỹ thuật con cực kỳ. Hai chân của con ngay hồi đầu cô Việt Hương nói chân trụ tốt, tay còn yếu một chút cô vẫn còn nhớ. Thì tới ngày hôm nay tứ chi hoàn toàn được sự điều khiển bằng sự thông minh, bằng óc và ánh mắt. Tay chân của con cực kỳ tốt. Con hôm nay xứng đáng là một người nghệ sĩ múa bên cạnh một cô giáo quá giỏi của con. Đúng là con hôm nay cho cô cảm nhận được cái chữ siêu nhí. Huỳnh Mến, em đã làm cho anh thật là cảm động. Và đến hôm nay, cái sự cảm động đó không thể nào ngưng cảm xúc. Vì em đã sống vì nghề toàn tâm, toàn ý bằng trái tim của em. Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn Mến một lần nữa. Cảm ơn các vị giám khảo. Bây giờ con gái, xong rồi nè, thoải mái nhẹ nhàng. Giờ con nói cho mọi người biết đi, con sẽ nghe điểm số từ ai? Dạ cô Việt Hương. Mời cô Việt Hương ạ. 10 điểm. 10 điểm. Còn ai nữa con? Dạ cô Đăng Trang. Cô Trang, sao cô Trang? Bài này xứng đáng được 12 điểm. Nhưng trừ 2 điểm cái tội dậm hư cái sàn chúng tôi, cho nên còn 10 điểm. 10 điểm. Chúc mừng con, Mai Anh. Và cảm ơn Quỳnh Mến. Con về rồi đó hả? Dạ, thương nội con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội muốn cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra, nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi, ơn dày khắc sâu trong lòng. Từ trong tiếng à ơi, con được lấp hôn nên công người nuôi con. Từ khi con trẻ hay con ấu thơ, nói đã thay cha dạy con biết bao điều ấy. Thank you.
hôm nay. Những vết thương do kiến cắn ở gốc cây mít đã hết rồi. Thằng bé đỡ khóc nhiều hơn. Nó ăn được vài muỗng cháo. Thằng bé ngày càng dễ thương. Nó đòi tôi. Khi tôi lại giỏng nhìn nó. Mình ơi! Không, Mình ơi, tôi không phải người vậy đâu Mình ơi. Tôi, đừng nghĩ quan cho tôi mà. Nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà. Tội nghiệp nó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi. Bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa? Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nỗi không thú lộ. Nỗi đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao khi đã biết rõ sự Thành. Đưa cho ông nội. Đưa đây. Nỗi thương con nhiều. Con đừng buồn. Ơi, mà làm cho lòng đôi nát tan. Nỗi sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nỗi bỏ con đơn. Ông nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Vũ Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường. Và năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát. Còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học.
À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này. Mặc dù nó đã chấm dứt cái cuộc thi rồi, nhưng với các bé mà đam mê nghề thực sự thì bản thân chúng tôi phải cảm thấy đó là một cái trách nhiệm để mà nuôi dưỡng và đào tạo các bé, để các bé trở thành một người nghệ sĩ chân chính. Cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc và cảm ơn con Quách Phú Thành, hai thầy trò đã quay trở lại với thử tài siêu nhí mùa 2 với tiết mục ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị khán giả, những đóng góp của các thầy cô giáo chủ nhiệm cho chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 là điều mà chúng ta đã nhận thấy rất rõ. Thông qua từng tuần thi, thông qua từng tiết mục, các thầy cô giáo đã đặt tất cả tâm huyết của mình, sức lực của mình, thời gian của mình để cho những tiết mục của các con được hoàn hảo nhất. Và giải thưởng giáo viên chủ nhiệm ấn tượng sẽ dành cho giáo viên của lớp nhạc nhẹ ca sĩ Chí Thiện. Xin mời ca sĩ Chí Thiện và xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng giải giáo viên chủ nhiệm ấn tượng, giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Qua những tuần thi chúng ta thấy rằng Chí Thiện là một người thầy, ngoài cái kiến thức về âm nhạc của mình, ngoài những kỹ năng mà Chí Thiện trao cho các học trò, bên cạnh đó còn là cái tình cảm một người thầy trẻ rất là đáng yêu luôn dành cho những học trò nhỏ của mình. Cảm ơn chị Thanh Hằng và chúc mừng Chí Thiện. Một giải thưởng nữa cũng rất là quan trọng thưa quý vị, đó là giải giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất và người được tôn vinh ngày hôm nay với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đó chính là Huỳnh Mến. Chúc mừng Huỳnh Mến. Xin mời giám khảo Việt Hương sẽ lên trao giải giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất cho biên đạo cô giáo Huỳnh Mến. Luôn xinh đẹp, luôn cá tính và luôn tâm huyết với những tiết mục của học trò mình. Đó chính là Huỳnh Mến, người nghệ sĩ mà chúng tôi luôn yêu mến. Người nghệ sĩ đã gắn bó với thử tài siêu nhí liên tiếp 2 mùa. Cảm ơn giám khảo Việt Hương. Xin chúc mừng Huỳnh Mến. Và một giải thưởng cũng không kém phần quan trọng, đó là giải thưởng lớp học ấn tượng nhất, giải thưởng trị giá 50 triệu đồng xin được dành cho lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Xin mời giám khảo Đoan Trang sẽ lên sân khấu trao giải lớp học ấn tượng nhất cho nghệ sĩ Bình Tinh. Nếu như quý vị theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên và nếu như quý vị có cơ hội được đến lớp dân ca cải lương trong những ngày tập luyện thì mới thấy rằng lớp học này là một khối đoàn kết tuyệt vời như thế nào với sự dẫn dắt tài tình, khéo léo của cô giáo Bình Tinh. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang và chúc mừng Bình Tinh. Và bây giờ sẽ là những giải thưởng chính của đêm nay, giải thưởng dành cho các siêu nhí của chúng ta. Xin mời 5 thí sinh xuất sắc nhất của ngôi trường thử tài siêu nhí mùa 2 trở lại sân khấu. Đại nghĩa sẽ công bố giải khuyến khích trước tiên nha. Nhận được tổng số điểm từ 4 vị giám khảo là 38,5 điểm và 38,75 điểm, chênh nhau 0,25. Đây là hai thí sinh sẽ được giải khuyến khích của chúng ta. Đó là bé Văn Minh và Đông Nghi. Xin được mời tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ lên sân khấu trao giải khuyến khích cho bé Đông Nghi và bé Văn Minh. Giải khuyến khích trị giá 25 triệu đồng. Cảm ơn tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và chúc mừng bé Văn Minh, Đông Nghi. Ở vị trí số 3, nhận được tổng số điểm từ ban giám khảo là 39,25 điểm. Xin được chúc mừng bé Trọng Nhân đến từ lớp dân ca cải lương. Xin được mời ông Đoàn Sĩ Khang, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia Hồ Chí Minh và ông Hồ Minh Trí, chủ tịch hội đồng quản trị Toyota Ninh Kiều sẽ lên sân khấu trao giải ba cho bé Trọng Nhân. Xin cảm ơn ông Đoàn Sĩ Khang và ông Hồ Minh Trí. Chúc mừng bé Trọng Nhân. Bây giờ thì chỉ còn hai nhân vật, hai siêu nhí trên sân khấu mà thôi. Một siêu nhí
và một siêu siêu nhí. Siêu nào cũng thiệt là siêu. Vậy thì ai trong số hai bạn nhỏ này sẽ là quán quân của tử tài siêu nhí mùa 2? Thật ra hai bạn này chênh nhau chỉ 0,25 điểm, một khoảng cách rất sát sao. Giải nhì, giải á quân của tử tài siêu nhí mùa 2 với số điểm là 39,5 điểm. Chúng ta hãy chúc mừng cho bé. Mai Anh. Xin được mời bà Phạm Kim Dung, giám đốc công ty Sen Vàng, sẽ lên sân khấu trao giải nhì, giải á quân của thử tài siêu nhí cho bé Mai Anh. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Sau tất cả những gì cố gắng, sự nỗ lực của Mai Anh cũng như của cô giáo Huỳnh Mến, thì phần thưởng dành cho cô bé của chúng ta quả thật xứng đáng. Chúc mừng Mai Anh. Còn bây giờ, hãy tôn vinh cậu bé vàng của chúng ta. Quán quân thử tài siêu nhí mùa thứ hai đã gọi tên một cậu bé 6 tuổi, bé Quốc Dương. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, sẽ lên sân khấu trao giải quán quân cho bé Quốc Dương. Giải quán quân của tử tài siêu nhí trị giá 200 triệu đồng. Kính thưa quý vị khán giả, đêm chung kết xếp hạng của chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 đến đây xin được phép kết thúc. Vinh quang chiến thắng đã gọi tên cậu bé vàng Ngô Quốc Dương, thành viên lớp tài năng nhí của ca sĩ Quốc Đại. Cuộc thi là hành trình đầy cam go và thử thách, cùng nhiều kỷ niệm vui buồn với các bé. Hy vọng đây sẽ là hành trang đáng nhớ của các bé trên bước đường chinh phục ước mơ trong tương lai. Thử tài siêu nhí mùa 2 đã chính thức khép lại. Chào tạm biệt các thí sinh nhí tài năng và hẹn gặp lại trong thử tài siêu nhí mùa 3. Chương trình thử tài siêu nhí do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện.